Vâng, xin chào các bạn đến với trận đấu thuộc vòng bảng giữa DVH và Benten. Mặc dù hai game thủ thi đấu một cách nghiêm túc nhưng đã có một cái thỏa thuận nhỏ trước trận đấu, đó là Benten sẽ không được trên Zilot và Stoker, còn DVH thì không được xây Marine với Medivac. Vâng, theo tôi thấy thì lợi thế thì vẫn đang thuộc về DVH vì Terran ở đầu game thì vẫn còn rất nhiều unit như Marauder hay ông, trong khi mất đi Zilot Stalker rồi thì rõ ràng sức mạnh của Kostov đầu game sẽ là yếu đi rất nhiều. Vâng, anh ấy sẽ buộc phải, có lẽ là phải sử dụng đến Canon hoặc là theo em nghĩ có thể là sử dụng rất nhiều Senchi thì mới phòng thủ được. Vâng, và có lẽ là cái việc expand ở cái map mà RAM rộng thế này thì B2 đường vào rộng thế này thì sẽ phải dùng rất nhiều sentry. Benten đã đi scout nhà đối thủ, có lẽ DVH sẽ anh ấy chưa xây nhà ga, bị slow. Ga đã được xây, refinery. Phía mình thì Benten cũng đã xây ga. Zilot với Stalker mà mất thì sẽ rất khó. Thường thì khi đánh PVT thì unit chính để control map này rồi phòng thủ vẫn là Stalker. Vâng, và thậm chí tôi thấy là đến về sau đánh nhau thì Zilot Stalker vẫn Zilot và Marine vẫn còn rất nhiều ý nghĩa cho cả hai bên. Và DVH đã won in lại rồi. Nhưng bây giờ anh ấy đang lên tech lab. Như vậy anh ấy sẽ đánh Marauder, có thể thấy là lợi thế sẽ thuộc về DVH. Vâng, rất là khó khăn, có điều là con Probe này nếu như bình thường, một game bình thường thì chắc là nó bị Marine đuổi giết chết rồi, nhưng mà tại vì trận này không có Marine nên là có lẽ À vâng, là Reaper, rừng Reaper đầu tiên đã được xây. à vâng. Không có vẻ như Benten sẽ rất khó khăn với phòng thủ được. Vâng, Benten ăn 2 ga, có lẽ nào anh ấy định đi đi không? Con Reaper đầu tiên đã hoàn thành nhưng mà Benten vẫn chưa trên ra unit Senchi. Vẫn chưa xây con Senchi nào cả. Đây sẽ khá là À vâng, anh Reaper bắt đi đầu đường xây phía con đầu ngoại. tiên rồi. Thêm một Reaper nữa. Benten không hề phát hiện ra gì cả. Vâng, Reaper trốn ở bên ngoài trong khi con Probe này thì đang bị nhốt ở trong. Anh để ý tăng tốc độ game hộ em. Ok. Senchi xuất hiện rồi, nhưng mà Senchi là light unit. Reaper được bonus dam lên light unit, 9 dam lên light unit, nhưng 9 nhân 2 thì phải là 18 dam lên một hit lên light unit. Thì Senchi sẽ chết khá là nhanh. Ngay lập tức Stargate đã được xây. One gate core và Stargate, một fork đã được xây. Thêm một gate nữa. Benten đang đánh cách khá cẩn trọng nhưng mà anh ấy có không biết có đề phòng được Reaper hay không. Nếu mà ba Reaper xuất hiện thì một hit chết probe có lẽ là thảm họa với anh ấy rồi. Theo em anh ấy cần phải xây canon ngay. Vâng, nếu bây giờ để hai con Reaper này vào thôi thì có lẽ là vâng, đã có con thứ ba rồi. Nếu vào bay thì chắc chắn là sẽ gây được rất nhiều damage lên probe của Benten. Vâng, Voray đã được trên. Vâng, không biết được có kịp hay không, anh ấy đã có hai Senchi và đặt một photon cannon. DVH đang vâng, Benten đã nhìn Vâng, thấy rồi. DVH còn đến nhà rồi. Vâng, DVH đang đi đường vòng, một Vâng, hit nhưng chết một Benten không probe. hề có phản xạ gì cả. Vâng, probe chết rất nhanh. Vâng, Benten Senchi không thể không phải là đối thủ của vâng. Vâng, cho dù có bật cả Woodian Sail. Vâng, có lẽ sẽ phải good game ngay bây giờ. À không, vô đây ra. Vore đã xuất hiện rồi.
điều không là... có Marine nữa các bạn. Như vậy thì không, như vậy là Ben 10 sẽ sống sót qua đợt này, nhưng anh ấy đã mất quá nhiều probe, mất tới 18 probe rồi. Vâng, nhưng là không biết là sau khi mà con voi đây này sang bên này thì DVS sẽ chống trả bằng gì đây. Vâng, anh ấy đang xây starport, cái starport thứ nhất, starport thứ hai cũng đã được xây. Voi đây đã xuất hiện. Vâng, đợt vừa rồi thì Ben 10 đã mất đến 18 khúc probe, và bây giờ để xem là vâng, voi đây ba tia đang tiêu diệt Barak. Theo tôi thấy là sai lầm. Anh ấy bắt đầu, vâng, bắt đầu tiêu diệt SCV. Nam đã 3 tia rồi, một Viking đã xuất hiện. Nhưng mà một Viking không phải là đối thủ của Void Ray nếu mà không mic cẩn thận. Vâng, và con Void Ray thứ 2 đã sang đến nơi. Vâng, Void Ray 2. Hai Void Ray phá nhà rất là nhanh. Vâng, có thể nói là bây giờ Ben không đủ rồi, không còn một chút tinh tế nào để mà bùi unit nữa. Bây giờ anh ý chỉ còn trên probe thôi. Vâng, Viking, con đầu Viking đầu tiên sắp xuất hiện. Nhưng Viking đã khéo léo chạy ra ngoài, có lẽ lợi dụng range cao chăng. DVH đang phá, sắp phá cái starport này rồi. Nhưng Viking run xa hơn rất nhiều. Vâng, DVH cần phải cẩn thận mic. Theo tôi nghĩ thì DVH đang có lợi thế hơn. Có lẽ là sang quay chết luôn đi, tại vì Reaper bắn vào building cũng rất là đau. Nhưng mà không gặp cái canon thì cũng phải chịu thôi. Ồ, vâng, có Reaper đi bắt chết. Không còn ga, không còn ga, không đủ ga cho DVH để xây một con Viking nữa. Vâng, rất khó. Bây giờ lựa chọn của anh ấy có lẽ là chỉ là Helion thôi. Đúng rồi. Hai cái rách này không được phép trên Marine nữa rồi. Command Center đã bắt đầu xây ở mỏ thứ 3. Ô, con voi đây thứ 3 đã chuẩn bị ra. Vâng, đã có đủ mineral ga cho Viking nữa. Và SCV đã khéo léo ra Zipe cái starport lên đầy máu. Theo tôi nghĩ thì đó không phải là một lựa chọn hay, tại vì Zipe bây giờ chỉ làm tốn thêm cái lượng mineral thôi. Nhưng mà có lẽ là anh ấy đang thừa mineral nhiều quá, tại vì không được patch trên Marine. Đúng như vậy. Cái voi, con voi đây thứ 2, thực ra là thứ 3, không kể con đã chết. Viking có lẽ là DVH muốn giữ một số lượng. DVH đã có một cái hidden expand ở cái voi thứ 3 này. Nhưng đó vẫn không phải là vấn đề, nếu starport này nằm xuống thì rất có thể là không còn gì để chống đỡ rồi. Vâng, cùng check in cam hai bên thì có thể nói là bây giờ DVH đã đang đi hài lắm rồi. Vâng, bây giờ thì voi đây đang focus ở command center. Vâng, thì có lẽ là sẽ phải good game này thôi. Tại vì để mà tiêu diệt hai con voi đây này hiện tại thì còn bây giờ thì mới có engineering bay xây cho DVH. Vâng, bây giờ thì DVH đang di tản nhà của mình. Vâng, đang khinh công thì bốn phương tám hướng. Đúng vậy. Bây giờ Viking đã ăn. Ồ, vâng, Viking không phải là đối thủ. Rất vâng, khó. Số SCV còn lại đang bị tiêu diệt nốt. Vâng, một vương voi đây nữa. Anh ta rất đắc ý. Trận đấu rất hài hước. Voi Ray đang đuổi theo cái Factory. Và hiện tại đã có một turret xây ở mỏ thứ 3 cho DVH. Tuy nhiên là income của anh ấy chỉ còn có 6 SCV đang sống sót. Một SCV đang ở tận phía dưới góc 6 giờ. Factory đã nằm xuống. Bây giờ Ben 10 sẽ phải đi tìm Barak. Bây giờ đã có Phoenix tốc độ cao rồi thì không hề sợ cái Viking chút nào. Nhưng turret thì lại là một vấn đề khác. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì một cái turret cùng với 5 con SCV này thì có thể chống đỡ được 3 con voi đây này. Mà đó chưa kể là con Phoenix này có thể
là lift SCV lên và bắn bớt nữa. Có một cái turret nữa đang được xây. Turret rất là mạnh nhưng Ben khéo léo Michael lùi, không còn turret nữa rồi. Vậy sẽ phải good game. Có lẽ là good game này bây giờ. Vâng, con Phoenix này vẫn đang cố gắng bắn cái con băng center. À vâng, rồi rồi. Game rồi. Vâng, trận đấu rất hấp dẫn. Khá là sát nút khi con Void Ray đã xuất hiện kịp lúc ba tiêu diệt ba con Reaper. Theo ý kiến của anh thì nói chung là nếu mà có những cái event như thế này, có thể chúng ta có những build mới và có thể sau này thành vô su nhờ những build này thì ta. Vâng, một lần nữa bên Ten chọn Medivac. Không biết DVH anh ấy chọn gì sau khi thua ở game thứ nhất. Void Ray root khá là im ba. Thực ra tôi nghĩ thì thứ nhất là do trận vừa rồi thì DVH không có sự chuẩn bị về cái con Void Ray này nên không có turret sớm, và cái thứ hai nữa là vừa rồi thì Reaper mải Harad Probe nên là đã không để ý kỹ xem là Ben sẽ counter attack bằng cái gì nên tôi nghĩ là sẽ không ban Void Ray đâu. Vâng. Nhưng mà nếu mà không nếu mà để lại Gateway Unit thì vẫn khá là mạnh. Bên tay vẫn sẽ khá là sống sót, khá là tốt. Về phía mình không có Medivac, không biết là DVH sẽ lựa chọn chiến thuật gì trong trận này nữa. Không biết là, nói chung là lượt ban pick vẫn còn khá là cân não, tại vì mỗi bên vẫn còn unit nữa thì chưa thể nói trước được cái gì cả. Đâu, thực ra là chưa. À, DVH thì bây giờ đã chọn Stalker rồi. Vâng, lại same như game trước. Đại Marine. Vâng, không biết có phải Zealot không? Không biết là anh ấy có chọn Zealot hay không. Nếu mà là tôi sẽ không chọn Zealot. Zealot là Light Unit. Và nếu mà bị... Thực ra nếu mà đầu game mà dùng Helion mà khéo léo Micro thì tôi nghĩ là Ban Senshi nó sẽ là một giải pháp tốt hơn vì sẽ không có gì block ra. Vâng, nếu mà bây giờ mà DVH đánh Mech ấy, thì coi như không mất gì cả. Vâng, tôi cũng DVH chọn Sentry. Vâng, trận đấu sẽ bắt đầu với chúng tôi sẽ chỉnh lại. Vâng, trận đấu bắt đầu trên map Tanarim Onta. Có thể thấy là nếu bây giờ mà DVH theo tôi, nếu là tôi sẽ đánh mech luôn. Theo như mọi người nhận định thì cái map Tanarianta này thì sẽ bất lợi cho bên Terran nếu phải đối đầu với Protoss hoặc là Zerg. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì cái chuyện đó không thể nói trước ở trong game này, tại vì khi đã ban unit đi rồi thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vâng. Không biết DVH có nghĩ ra chuyện đánh mech hay không.
hiện hai bên xuất phát chéo nhau, DVH xuất phát ở góc trên bên tay trái, còn bên ten xuất phát ở phía dưới bên tay trả tay phải. À, mà một điểm rất thú vị nữa ở cái map Tanarim này đó là cái RAM của nó rất là rộng. Vì vậy tôi nghĩ là nếu mà đánh mech thì có lẽ là khởi đầu với Helion Expand thì sẽ là một lợi thế rất lớn đối với cả DVH. Vâng. Vâng, hai đối thủ bắt đầu claim nhau. Thực ra mới có Ben 10 thôi. Vâng, tôi nghĩ là DVH cũng không để ý chuyện đó. Tại vì thực ra có thể nói là Ben 10 nói vâng, sự thật thì DVH đã opening bằng Ga first, chắc chắn anh sẽ đánh mech. Và nếu mà đánh bằng Ga first thì sau khi xây barrack sẽ đủ tiền là xây factory luôn. Như vậy theo tôi thấy không cần phải xây marine nữa luôn. Factory sẽ Không ra cần rất phải là xây sớm. barrack nữa. Nhưng mà có vẻ như anh ấy xây Ga quá sớm thì phải. Và sau khi xây Ga mới chỉ có một SCV ạ, khai thác. Có lẽ là anh ấy quên mất chưa để hai SCV nữa vào ăn. Vâng, con probe của Benten đang nhằm hướng nhà DVH thẳng tiến. Nó có thể nó sẽ harass được con SCV Cbarak này. Không. Vâng, Anh ấy... coi như chưa từng quen. Vâng, bắt đầu có ra 2 SCV nữa vào khai thác rồi. Nhà mình thì bên ten có vẻ như vẫn đánh Nendert như Thực ra tôi game nghĩ khác. thì cái Cybernetic Core này thì nó sẽ không đạt được hiệu quả như là cái build chuẩn, tại vì có hai unit cần điều kiện là Cybernetic Core là Sentry và Stalker thì đều đã bị ban mất rồi. Barrack đã xây reactor nhưng vẫn chưa có factory được xây. Reactor mà trên Marine thì anh ấy sẽ phạm luật. Vâng, nhưng tôi nghĩ là anh sẽ xây một fact nữa và sau đó thì swap. Vâng, đã có một Zealot cho bên ten. Game này anh không bị ban Zealot nên vâng, thoải mái. Factory đã được xây. Cái reactor xong khá là sớm. Vâng, Ben đã tự nhốt con probe của mình lại rồi. Chắc chắn là như vậy. Và bây giờ nó sẽ đứng đây ngắm cảnh mãi. Vâng, Ben đang cố gắng di chuyển ra ngoài nhưng không được. Vâng, và anh ấy đã cancel. Và xây lại pylon. Mất 0.25 mil. Rất khổ. Thực ra nếu mà một game thủ mà bị ban unit stalker với cả Sentry thì hoàn toàn có thể thực hiện một pha forget bằng Zealot. Vâng, thậm chí tôi nghĩ là có thể là còn Posi to get nữa cơ. Hoặc là cũng có một lựa chọn khác là lên Robo rồi lên Warp Prism, drop 4 Zealot và Warp thêm 4 Zealot nữa. 8 Zealot vào. Vâng, Zealot ở đầu game thì rất là mạnh. Hai Helion đã xuất hiện rồi. SCV Scout thấy con Zealot. Có vẻ như DVH đang không để ý. Helion đang trên đường đến nhà Ben. Nhưng mà anh ấy chưa biết nhà đối thủ đâu. Open Setter đã hoàn thành. Hiện anh ấy vẫn đang trên Helion ra. Vâng, Helion đã nhìn thấy con Zealot này rồi, không biết là anh ấy có quay lại không. Vâng, số Helion là 4. Thực ra số lượng Helion mà đông ấy thì không sợ Zealot một chút nào hết. Zealot 5 Zealot đã lao vàng. Anh ấy đã nhấc lại RAM buôn mình nhưng lên. Vâng, mất rồi. Helion anh cần lao phải chống đỡ. Vâng, với nhưng mà Helion lại đi counter attack thôi các bạn. Để tiêu diệt khá nhiều đây. Helion
mic cẩn thận thì Zilord không thể chạm vào được. Hai bên đang tấn công nhau, counter attack. Ôi, nhưng tôi nghĩ thì người có lợi vâng, ở trong... Vâng, DVH đã bị bao vây. Helion anh ấy đã bị bao vây. Nhưng thêm rất nhiều Helion nữa, vâng, số lượng probe đã bị tiêu diệt. Chỉ còn 3 probe thì phải. Vâng, một bên còn 9 SCV, một bên còn 3 probe. Vâng, nhưng mà cái chiêu khinh công nhà cửa của DVH thì khá là độc, đi đó không thể nào làm gì được. Không, nhưng mà Helion cũng không thể phá nhà của đối thủ được. À vâng, nhưng mà với lượng probe này thì bây giờ không biết sẽ phải xử lý thế nào vì Helion có mover speed là 4.25. Nhưng mà vâng, DVH đã không micro. Hai Helion ở nhà đã xuất hiện. Anh ấy cầm được micro cực thật khéo nhưng mà anh lại để mất một con rồi. Lượng Zilord thì rất là đông và hung hãn. Vâng, supply của DVH đã về con số 3/30. Còn Venten là 29. SCV anh ấy có vẻ đã mất hết rồi. Tôi nhìn thấy một Helion, tức là hình như chỉ còn một con SCV nữa thôi. Đúng vậy, là nó đang ở góc trên bên tay phải. Ồ, trốn rất là kỹ. Thực ra với hai cái Orbiter Command anh ấy hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu, thả Mew xuống ăn nhanh hơn Probe rất nhiều. Ben 10 đã nâng... Hai cái Orbital Command này của anh ấy thì đang bị bám theo rất là sát và anh ấy không biết phải... Anh ấy đã split Orbital Command ra rồi. Vâng, một con Helion đang mic khá là khéo. Vâng, anh ấy cẩn thận không chạy lên RAM, sợ đối thủ đứng trên RAM một... là một pha highlight. Victory đã nổ sau một thời gian cháy. Zilord đang bám theo cái Orbital Command này. Vâng, một chiếc Obito Command đã tìm thấy chỗ hạ cánh. Ben bây giờ đang thiết lập lại nền kinh tế của mình. Vâng, có thể nói đây là cái pha counter attack kinh khủng nhất mà tôi từng được thấy. Bây giờ một bên còn một SCV và một Helion, bên kia thì còn 8 Probe và 12 Zilord. Vâng, Ben đã rất đắc ý sau cái pha counter attack mà thất bại của DVH. Nhưng có vẻ như anh ấy không để ý. Bây giờ nếu tôi là DVH thì tôi sẽ tự tin hơn. Hoàn toàn có thể thiết lập lại nền kinh tế của mình. Anh ấy có thể xây factory ngay bởi vì barrack vẫn còn. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi, tại vì trên SCV thì khá là lâu. Theo em thì anh cứ việc ném Mew xuống mà thôi. Cái Orbiter Command cứ tìm chỗ hạ cánh rồi thả cái Mew rồi bay đi đâu cũng được. Con SCV duy nhất đã bị tiêu diệt và bây giờ anh ấy chỉ còn 3 con SCV được chuyên ra từ cái Orbiter Command đang ăn này. Factory được xây. Có lẽ là Ben 10 sẽ phải cân nhắc những việc xây Stargate. Zilord đang đi tìm khắp bản đồ lùng sục. Và nó đã thấy rồi. Vâng. Thật sự là khó khăn bởi vì bây giờ DVH hoàn toàn không có unit nào để phòng thủ. TechLab lại đang xây trên Factory. Thêm rất nhiều Zilord nữa. Toàn bộ Zilord sẽ kéo phân khu này. Ồ, cái TechLab không được cancel. Nó sẽ nổ. Chưa. Ồ, chắc. Không, Zilord chuyển hướng. Cần phải repair ngay. DVH cần phải repair. Vâng, không, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của sự repair cả. Orbital Command thứ hai lại bay đi tìm. Anh ấy đang mải micro cái Orbital Command còn lại. Không hiểu sao DVH lại kéo Mew đi. Vâng, bây giờ anh ấy bắt đầu repair rồi. Vâng, DVH thừa thì... Nhưng mà xin tanh nên kéo vào trong thì hơn. Vâng, số lượng Zilord khổng lồ này thì... sẽ bị quay chết. Vâng, mua speed là bằng nhau, tức là... tanh đi một bước thì Zilord cũng đi một bước. Phải làm thế nào đây? Nhưng mà... DVH đang mải micro tanh thì ở ngoài SCV đã... đang bị tiêu diệt hết rồi. Vâng,
Và một trận đấu rất đáng tiếc cho DVH. Vâng, và Phoenix đã xuất hiện thì sẽ phải good game. Sẽ là 2-0 cho Benten. Nhưng một lần nữa mỏ góc trên phía 11 giờ lại đang hoạt động. Orbiter Command đầu tiên lại đi tìm miền đất hứa. Vâng, cũng khá là, tôi không biết dùng từ này có đúng không, nhưng mà dùng từ cù nhầy ở trong tình huống này cũng khá là đúng. Phoenix đã xuất hiện nhưng có vẻ đam trên không của Phoenix hơi thấp. Còn Phoenix đấy không hiểu đang đứng ở đâu. Vâng, Phoenix đang bắt đầu tiêu diệt cái barrack này rồi. Nhưng mà đam chỉ có 8 đam một phát. Gây được 8 đam trên nhà một phát. Rất là lâu. Anh ấy cần Vâng, tôi void nghĩ rate. là cái con Phoenix này của anh ấy chỉ mang mục đích là đi dò dẫm thôi, còn có lẽ là anh ấy chuẩn bị ra coi đây bây giờ. Anh lại xây Phoenix nữa. Vâng, anh lại một Phoenix nữa. Có lẽ anh nghĩ là một Phoenix thì không thể nào mà kiểm soát được cả bản đồ. Hiện game thủ Terra đã thừa tới 1.700 tiền. Vâng, rất khó để tiêu hết đống này. Anh ấy mà có đủ vâng, một lần nữa anh xây Factory xuống. Probe đã nhìn thấy nhà của DVH rồi. Vâng. Và toàn bộ di lọt sẽ tôi sẽ kéo hết về, nhưng không vâng có thể thấy là bên tay xây pylon mỗi vị trí. Vâng, game này quá cù nhầy. Vâng. Nếu tôi ở DVH thì có lẽ là giờ này tôi đã hút game để mà đánh một game khác rồi. Varek cũng sẽ bị tiêu diệt. Vâng, dường như là lần này thì Benten đang bố trí Zilot rất cẩn thận để không cho một cái SCV nào thoát cả. Nhưng thực ra Zilot chạy chậm hơn SCV rất nhiều. Ồ, cả một đàn Zilot đuổi theo đánh một con SCV. Banh một lần nữa được xây ở phía trên. Nhưng Tôi nghĩ mà thì banh riêng không, tặng à, tôi nghĩ banh không là phải là đối banh ở thủ. trong tình huống như thế này sẽ không phải là hay, tại vì đối phương đã có Phoenix thì cho dù ra được một con tanh thì nhấc lên bắn bùm cái lại chết. Vâng, một bên vẫn tiếp tục trên Void Đâu, Ray. À, Phoenix. trên là Phoenix. Tôi không hiểu là anh ấy muốn làm gì nữa, tại vì theo tôi thì bây giờ có lẽ voi đây đuổi theo và phá nhà sẽ là ưu tiên thôi. À vâng, đúng như tôi nói thì tanh vừa ra đã bị nhấc lên bắn. Vâng, mà rơi xuống thì gì đó đã cẩn thận. Factory bay đi rồi sẽ bị tiêu diệt. Lại một lần Vâng, lần nữa này ba DVH xây Phoenix chứ barrack. không phải là một. Vâng, không biết Ben sẽ nghĩ gì nếu mà bây giờ một tình huống xảy ra là Ben bị disconnect. Số lượng Phoenix đã rất nhiều rồi. 5 Phoenix rồi. Chuẩn bị có con thứ 6. À vâng, hóa ra là cái mục đích của con Phoenix này là
Trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Ben là bây giờ bay lên hạ xuống. Ồ vâng, Double Command Center. DVH đang rất quyết tâm. Vâng, có vẻ như anh ấy chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các trận đế chế ấy. Vâng. Vâng, chỉ còn một góc duy nhất là Ben 10 đã có QQ một cái pylon ở nhà vị trí hiện tại của DVH rồi. Mất thời gian quá. Vâng, có thể nói là bây giờ trận đấu đã hết đi cái phần hấp dẫn của nó rồi. Vâng. Mà bây giờ là sang cái phần tôi không biết dùng từ nào cho nó hợp lý nữa. Vâng, cuối cùng thì trận đấu đã kết thúc. Vâng, Ben 10 giành chiến thắng chung cuộc 2-0. DVH thì đã quyết hẳn.